Cùng Kỳ Lân trải nghiệm chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold AT full box nguyên hộp đầy đủ phụ kiện và đặc biệt chiếc điện thoại 8800 Gold chưa sử dụng sưu tầm bởi Kỳ Lân Luxury. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chi tiết bên trong. Đây là sản phẩm chính trong cái hộp, đó chính là dung nhan tuyệt vời của chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold AT này. Phụ kiện bên trong hộp gồm có sổ sách hướng dẫn sử dụng, đĩa, một cái đế sạc Gold theo máy theo hộp, pin chưa sử dụng, bao da zin theo máy theo hộp, full box chưa sử dụng cáp sạc mới tinh, bởi vì có sử dụng đâu, chưa sử dụng nên là mới tinh à. Dây sạc new luôn bởi vì chưa sử dụng nên là mới tinh thôi. Cái khăn new luôn chưa khui siêu ra, còn nguyên linh kiện trong hộp để lau điện thoại, để lau máy. Tai nghe trong hộp chưa sử dụng luôn, để lâu năm mình nhìn cái dấu vết thời gian xuất hiện lên trên cái tai nghe này luôn, bởi vì sưu tầm không sử dụng, để trong hộp và lâu năm nên là nhìn vô mình thấy là còn găng ti đầy đủ nhưng mà có dấu hiệu theo thời gian. Và đây là sản phẩm chính, một sản phẩm đã ngưng sản xuất và hôm nay sưu tầm được còn mới tinh, nguyên hộp đầy đủ phụ kiện như thế này là một điều rất hiếm. Nhẹ nhàng năng niu, cầm mà rất là hồi hộp, bởi vì không phải là vấn đề tiền nữa. Bây giờ để tìm được một cái điện thoại 8800 zin mà chưa qua sử dụng full box đầy đủ như vậy rất là hiếm, nên là để mua được số lượng thì không bao giờ có, chỉ sưu tầm đếm đến đầu ngón tay thôi. Và mình cầm được một chiếc điện thoại 8800 chưa sử dụng như vậy quả là rất hiếm và rất là hồi hộp, bởi vì rất là sợ lỡ mà nó tày xước là rất là tiếc. Nghe em thanh trực bon, ganti của mặt kính màn hình còn, ganti của gáy sau còn, da mới tinh không có sử dụng nên là dấu mòn theo năm tháng sẽ không có, chưa sử dụng nên là không có dấu hiệu, còn nếu như đồ sử dụng rồi thì sẽ có dấu trượt lên trượt xuống. Và cái gáy này không một vết trầy xước, mới tinh mới toanh và mới cứng. Kính màn hình chưa lột ganti thì làm sao mà chạy được, cầm mà rất hồi hộp, rất run á. Để khởi động chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold AT chính hãng này, chúng ta sẽ nhìn trên đầu của chiếc điện thoại sẽ có một cái công tắc nguồn ở vị trí này, chúng ta nhấn vào và giữ 3 giây ngay lập tức chiếc điện thoại khởi động, biểu tượng Nokia xuất hiện. Và vì đây là một chiếc máy chưa sử dụng nên Kỳ Lân sẽ không test nghe gọi để bảo quản sưu tầm tiếp tục. Đây là một chiếc điện thoại chưa sử dụng, từng phím bấm rất êm ái, bấm rất nhẹ nhàng và không lung lay, không sụp sịch, bởi vì đây là một chiếc máy chưa sử dụng nên là phím bấm rất là đầm chắc. Và phím nào ra phím nấy không có lẫn lộn, không có bị mềm, không có bị cứng, nó đều hết từng phím một. Phím 4 chiều, phím 5 chiều cũng vậy, lên xuống qua lại thoát gọi, tất cả phím đều êm ái từ 1 đến 9 rồi sau không thăng đều quá ok. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold AT full box nguyên hộp phụ kiện chưa qua sử dụng đến đây xin được phép kết thúc. Một lần nữa Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu sắp tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury sang trọng đẳng cấp thượng lưu.